1, 2, 3, 4, alo. Ok. Chào mừng các bạn đã trở lại với H Channel. Vẫn là mình, Nguyễn đây. Trên tay mình đây là con Galaxy Buds Pro, một mẫu tai nghe True Wireless mới nhất đến từ nhà Samsung. Mình đã có thời gian khoảng là một tuần để trải nghiệm nó. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình về con tai nghe này, cũng như là nó đã thay đổi cái quan điểm sử dụng tai nghe của mình như thế nào. Giờ thì intro nào. Nếu như các bạn đang muốn sở hữu Galaxy Buds Pro thì hiện tại nó đang có giá rất tốt tại Hana Mobile. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới để các bạn tham khảo nhé. Phiên bản mình có ở đây là một phiên bản màu đen và nó được làm nhám nên nó chống bám vân tay rất là tốt. Và các bạn có thể thấy là thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, nó gần như là bằng với lại Galaxy Buds Lite luôn. Thành ra là các phụ kiện các bạn mua cho Buds Lite thì các bạn vẫn có thể tái sử dụng trên đây được. Chẳng hạn như ở đây mình có một cái chẳng hạn. Đấy. Không thôi thì banh Pokemon chẳng hạn thì mình bỏ vô như thế này. Nó hoàn toàn vừa khít nên các bạn gọi là sao ta, tận dụng lại sản phẩm cũ để bảo vệ môi trường. Một thông điệp khá hay. Ta-da! Xịn liền. Tiếp theo cái sự giống nhau bên ngoài, chúng ta sẽ đi vào một chút khác biệt ở bên trong. Ví dụ như ở đây, khi mà các bạn mở ra, nhìn từ bên hông các bạn sẽ thấy một phần nhô lên rõ rệt như thế này. Thì đây chính là phần cải thiện pin. Nó đã tăng thời lượng pin của cái hộp sạc trên con Buds Pro này. Và phần tai nghe của chúng ta các bạn có thể thấy là nó ngắn hơn khá là nhiều vậy so lại Buds Lite. Đấy, Buds Lite thì nó là hình dạng hộp đậu và nó dài như thế này. Còn bây giờ chúng ta chỉ ngắn như thế này thôi. Một điểm mình không thích ở trên cái con tai nghe Buds Pro này đó chính là cái mặt này nó được làm gọi sao làm bóng. Thành ra là khi mà mình chạm như thế này này, nó bám vân tay cực kỳ nhiều và mình lại không thích điều đó. Việc chúng ta lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc cũng rất là đơn giản, nó không quá khó khăn, chỉ việc cầm hai ngón như thế này, kéo lên như thế này thôi. Đấy, và 500, đây, nó sẽ kết nối 500 bằng hai cục như thế này. Chỉ mặc dù chỉ có hai chấu kết nối 500 thôi nhưng mà nó rất là chắc. Và nó là vậy, khi mà mình bỏ vô như thế này, mình để như thế này, mình có thử lắc thử như thế này và nó không hề rớt. Đấy, phải nói là rất là chắc đó đúng không? Và một phần mình thấy hơi tiếc một tí đó chính là về phần bản lề. Thì mặc dù là chúng ta có thể để ngang như thế này, nhưng mà khi có một lực tác động nhẹ như thế này chẳng hạn thì nó sẽ gập xuống ngay lập tức. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì chúng ta có một cái thiết kế vuông, thành ra là cái phần nắp này có vẻ là nó khá là nặng so với lại cái bản lề hơi nhỏ như thế này. Đấy, không sao, nó vẫn rất là chắc, chúng ta có thể để ngang như thế này. Nói về ngoại hình nãy giờ thì chắc là cũng đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về phần trải nghiệm đeo của mình. Và khi mình cầm trên tay hai cái tai nghe như thế này, cảm giác đầu tiên của mình là có vẻ như là nó khá là dễ rớt. Tại vì nó nhỏ và nó không có gì để bám, đúng không? Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm đeo rồi thì thật sự là rất là khác biệt. Nó bám rất là tốt. Chúng ta sẽ sở hữu những cái viền bo cong như thế này đây. Và nó sẽ bám vào vành tai của các bạn. Nó bám chắc vào đây luôn. Ngoài ra chúng ta còn được tặng kèm thêm hai cái đầu silicone nữa để cho thay đổi phù hợp với lại cái tai của các bạn luôn. Bây giờ thì cách đeo như thế nào, thì khi mà các bạn đưa cái phần silicone vào trong như thế này này. Đấy, và cái phần nhô lên các bạn chỉ cần vặn vào như thế này, nó sẽ bám vào là cái phần vành tai của các bạn đó. Và nó bám cực kỳ chắc nhé. Mặc dù là trong lúc đeo mình cũng vẫn có cảm giác nó hơi lỏng lẻo một chút đó. Còn bây giờ thì chúng ta thử một pha quẩy nhẹ coi thử nó rớt không ha. Ok, bám vẫn rất là tốt nên các bạn không cần phải lo trong cái việc mà các bạn chạy bộ lỡ mà nó có rớt hay không. Chạy bộ cũng đâu thể nào bằng cái pha lắc nãy của mình được. Còn về phần kết nối thì như các bạn thấy, chiếc tai nghe, cái hộp tai nghe của chúng ta không hề có bất cứ một cái nút nào ngoài cái cổng sạc USB Type-C ra thôi. Thật ra để vào chế độ kết nối thì các bạn phải bỏ hai cái tai nghe của chúng ta vào lại. Đấy, bỏ vào lại và đóng hộp, sau đó mở ra lại để vào chế độ kết nối Bluetooth. Thì trên những chiếc điện thoại như là con S21 Plus của mình đang có ở đây, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể mua Hana Mobile với giá cực kỳ tốt. Đấy, đấy, thì những chiếc điện thoại Samsung á, các bạn sẽ có một cái ứng dụng sẵn của nó, đó chính là Samsung Wear. Samsung Wearable thì mình sẽ kết nối chiếc Galaxy Buds qua cái ứng dụng này. Với những chiếc Android khác mà mình chưa thử trên iPhone, nhưng mà với những chiếc Android khác thì các bạn có thể tải cái ứng dụng này trên CH Live về. Thêm một cái plugin là Buds Pro nữa thì chúng ta có thể kết nối được một cách rất là dễ dàng. Chỉ việc mở lên và chọn Buds Pro, mở nắp như thế này và chúng ta sẽ kết nối được thôi. Okay. Và phần tính năng thì chúng ta có hai tính năng quan trọng. Một đó chính là chống ồn chủ động, và thứ hai đó chính là âm thanh xung quanh. Thì như mọi người hay nói đó là tính năng xuyên âm ấy, thì kiểu như vậy như vậy. Và mình sẽ nói về tính năng loại bỏ tiếng ồn chủ động đầu tiên. Thì đây, các bạn có thể điều khiển những cái tính năng này ở trên ứng dụng, hoặc là đè ở trên cái tai nghe như thế này. Và các bạn có thể cài đặt ở dưới đây này. Đấy, nói chung là đó ở đâu mà đâu ta,
đây, chạm và giữ thì các bạn có thể cài đặt ở trong này, nhưng mà các bạn thử tìm hiểu đi thì mình sẽ không nói sâu về phần đó. Còn ở chế độ loại bỏ tiếng ồn chủ động, chúng ta sẽ có hai mức, đó là cao hoặc thấp. Và mình đã có thử trải nghiệm cái tai nghe này khi mà ngồi cà phê, gọi là cà phê vỉa hè đấy. Mình ngồi trực tiếp ở ngoài lề đường luôn và tiếng ồn mình nhận được nó giảm xuống khoảng là 85-90%. Ngoại trừ những tiếng ồn quá lớn như là khi mà xe buýt đi qua bập còi tin 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 thì mình chịu thôi, tại vì nó quá to, nhưng mà âm thanh thu lại được á, nó chỉ như là ai đó đang nói chuyện trực tiếp với mình mà thôi, nó không quá to tới kiểu là giật mình lên như thế này. Đấy, nó rất là tốt, phải nói là nó tốt cực kỳ. Hình như có tiếng gì đó đang kêu đúng không? Mà sao nó nhỏ vậy? Ok, mình sẽ tới cái tiếng thứ hai, từ từ mình vẫn nghe cái tiếng chút xíu đó. Khoan, chờ mình tí. Ừ, bắt đầu hết rồi nè. Ok, mình sẽ tới cái phần tính năng thứ hai, đó chính là âm thanh xung quanh. Thì ở cái âm thanh xung quanh này chúng ta sẽ có 4 mức, đó chính là thấp, trung bình, cao và lớn. Thì nó sẽ tăng cái cường độ xung quanh âm thanh nhận vào và truyền vào tai của các bạn. Thì nó có một cái điểm khá là lạ khi mà mình sử dụng cái này, đó chính là những âm thanh xung quanh bị đẩy lên quá và nó làm biến dạng cái âm thanh xung quanh đi một chút. Nếu như các bạn để ý kỹ, nó sẽ biến dạng được một chút. Như là mình làm việc với là máy tính đi, mình gõ bàn phím và mình nhấn chuột, thì những âm thanh gõ bàn phím và nhấn chuột khi đeo tai phone nó sẽ khác đi một chút xíu so với lại việc mà mình bỏ tai phone ra mình sử dụng. Nó vẫn chưa cho mình cái cảm giác gọi là chân thật lắm. Ngoài ra chúng ta còn có tính năng phát hiện giọng nói, đây rất là hay. Tức là khi mà các bạn đang nghe nhạc chẳng hạn, nghe với một cường độ âm thanh lớn đi, thì nó sẽ phát hiện cái giọng nói như là ai đó đang trò chuyện với mình, và nó sẽ auto hạ tiếng nhạc xuống và tăng cường cái giọng nói của người đó lên. Rất là thông minh, mình rất là thích cái này. Nó sẽ giúp mình giao tiếp một cách dễ dàng, mình không cần phải điều chỉnh âm thanh bất cứ cái gì cả. Rất là xịn. Nói về tính năng thì mình xém quên nói về phần chất âm. Thì chất âm trên con này rất là tốt, nghe cực kỳ sướng luôn. Tại vì sao? Nó còn hỗ trợ thêm rất là nhiều cái bộ chỉnh âm khác nhau như ở đây. Đó, bình thường tăng âm trầm này chẳng hạn, êm dịu. Nó sẽ phù hợp với lại chất gọi là gì ta, cái thể loại nhạc mà các bạn nghe hơn. Đấy, nó cho các bạn nhiều sự lựa chọn hơn về cái dòng nhạc nha. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có thêm rất là nhiều tính năng khác, như là nghe âm thanh 360 này. Nó sẽ là một cái âm thanh vòm giống như mà khi mà chúng ta vào rạp chiếu phim ấy. Mà nào để ý không? Cái gì mà all around you đấy, thì các bạn sẽ nghe kiểu như âm thanh, biết được âm thanh là nó đến từ hướng bên nào luôn. Thì nó rất là thích, mình rất là thích cái này luôn. Và đây cũng là lần đầu tiên, thực sự luôn, đây cũng là lần đầu tiên mà mình sử dụng cái thể loại mà tai nghe in-ear như thế này. Đấy, trước giờ mình nghe gọi là ear, cái gì đó, earphone thôi, chứ nó chỉ gác lên thôi. Đó, tại vì mình không thể nào sử dụng được những cái tai nghe in-ear như thế này, bởi vì nó rất là đau cái tai của mình. Nhưng đây là con đầu tiên, nó cho mình một cảm giác rất là thoải mái khi mà đeo lên như thế này. Mình đã làm liên tục khoảng 4 tiếng đồng hồ thì nó mới bắt đầu là có dấu hiệu là hơi ê ê một tí và mình phải đổi lại cái tai cũ. Còn lại thì kiểu như là nếu mà mình quen với cái tai nghe này thì chắc là mình đeo cả ngày cũng được. Cuối cùng về thời lượng pin thì mình cũng chưa có rõ về cái khoảng thời lượng pin của nó cụ thể là như thế nào. Nhưng mà theo công bố của hãng thì chúng ta sẽ có thể xài nha, tổng thời gian xài á, chứ không phải là xài liên tục nha. Tổng thời gian xài của chúng ta sẽ lên tới khoảng là 28 tiếng kể cả cái thời gian sạc ở trong cái cây này. Thì các bạn thấy sao về khoảng thời gian này? Mình nghĩ là kiểu như là mình bỏ vào mình sạc, mình ngủ mình sạc, mình có thể sử dụng liên tục trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái thời lượng pin gọi là ok, ổn chứ, nó khá là xịn sò, khá là mạnh. Và mình rất là thích xài phụ kiện, nhưng con này phụ kiện nó cũng cực kỳ đa dạng. Hoặc là Pokeball. Ok, và trên đây là những đánh giá trải nghiệm của mình sau khoảng 1 tuần sử dụng Chromebook Pro. Thì không biết các bạn như thế nào, các bạn nghĩ sao về nó với một con True Wireless giá chỉ chưa tới 4 triệu đồng và rất là nhiều tính năng hay ho hấp dẫn, thì các bạn nghĩ sao? Nó có đáng để sở hữu hay không? Riêng mình thì nó thay đổi khá nhiều cái quan điểm của mình khi mà giờ đây chắc là mình sẽ quan tâm nhiều hơn về cái phân khúc thị trường tai nghe in-ear. Nó khá êm, nó khá là thích. Đấy. Bây giờ thì chắc là mình phải tạm biệt mọi người thôi. Nhớ subscribe và đón chờ những video tiếp theo nhé. Bye bye. Actual use Pokemon.